mình tên là Kazu Kwanyom, Double Wish Kazu Radio. Chào anh Dom nè, tại sao Kazu đến đây ạ? Hôm nay cũng mua cháo nè. Tại sao? Lúc trước Kazu mua cháo rồi. Rồi nha, nhưng mà cháo đó là không sử dụng được nha. Tại sao không sử dụng được nha? Ôi là nhưng mà chưa hiểu nha, tại vì là biết trang giải thích nha, là cháo này là sử dụng được trên bếp điện nha. Nhưng không sử dụng được. Phải mở lại cháo nha, cháo mới nha. Kazu lo lắng nha, nếu được biết cháo này là sử dụng được trên bếp điện nhưng mà không sử dụng được nha. Nên nếu xảy ra vấn đề như thế này thì rất buồn và nên bây giờ đang lo lắng cũng sẽ xảy ra vấn đề đó. Nên Kazu chụp hình để nên là người học dễ hiểu được nha. Hiểu rồi, bếp điện này thì cháu này là sử dụng được. Ok, chẳng người học nói như thế này. Ok, đi thôi nha. Cái bếp nữa. Bếp từ bếp nữa. Đúng rồi. Ôi. Trời ơi. Nó là bếp chữ luôn đó chứ. Nhưng mà lúc trước là mua chảo. Sao nhưng mà người thực sự nói là cái này là được. Được. Nhưng mà... Không được. Nhưng mà bây giờ biết tăng lên. Làm gì qua rồi. Làm trước được không? Được. Ủa đúng. Bếp được đem trả lại. Rồi. Lại nhỏ nào cho mình. Dạ cái này chắc chắn nè. Chắc chắn luôn. Tại vì là từ bít nha. Người ta sợ bán. Không phải in nè. Được. Okay. Cái này là bao nhiêu? 250. 250 nha. Không nghe à? 200 à? Đây nè, đây 270 mà tính cho vui có 250 thôi. Tốt rồi không? Dễ tươi. Tốt. Mình thấy có điện sao sao chứ không? Cái này có rồi. Có rồi. Không xài cái gì nữa, nồi không? Nồi. Nồi. Cái gì xài cái gì? Ok. Cái này ok. Anh chồng đi không? Anh cầm được không ạ? Chôm mà không được. Chôm là có camera nè. Yeah. Oh, nó bé nhiều đâu. Kiểu bất kỳ. Yamazaki. Yamazaki. Bánh mì. Bánh mì. Taka. Takashimaya. Trên tâm trống mày Takashimaya. Cái gì đi? Mẹ, cảm ơn nha. Cảm ơn. Bye bye. Quý vị hai cũng làm tới nữa nha. Cái này là chắc chắn nè. Tại vì là ta vừa tìm hiểu về cháo điện tử nè, thì biết là cái này là ngăn là ok.
mà trước đây mua chảo đổ là không phải ngâm nữa. Mua rồi. Cái này là chắc chắn sử dụng được nha, tại vì là tôi biết nha, biết từ ok. Và chị nói là nếu không sử dụng được thì trả lại. Mua lại nha. Nhưng mà không sao nè, cái này là chắc chắn ok. Sinh hoạt Việt Nam của Kazu là như thế này. Sau khi về nhà thì phải làm thử nha. Yeah. Chảo này là chính xác. Yeah.